Chiều ngày 15 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Thiện, sinh năm 1991, trú Quảng Ngãi, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự. Theo cơ quan công an, Thiện là nhân viên tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn phường Thạc Gián, quận Thanh Khê. Tận dụng các mối quan hệ trong công việc, Thiện làm thêm dịch vụ đáo hạn tín dụng và nhiều lần vay mượn tiền của một bị hại trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu để làm ăn. Thời gian đầu, Thiện luôn trả đúng thời hạn đủ gốc và lãi các khoản vay nên được bị hại tin tưởng. Trong tháng 3 năm 2021, Thiện tiếp tục hỏi vay bị hại 1,5 tỷ đồng với lãi suất 0,2%, tương đương 6% một tháng do cần tiền để đáo hạn tín dụng cho khách. Tuy nhiên, đến hạn, đối tượng lại không trả được số tiền trên, nên bị hại đã viết đơn đến cơ quan công an trình báo về hành vi lừa đảo của Thiện. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.